Okay. Xin chào các bạn, mình làm một video nhỏ về cây giống của bên trang trại Đạt Nhung nha. Mời các bạn cùng xem. Hôm nay làm video là mình muốn giới thiệu đến các bạn cây na sầu riêng của bên mình đấy. Hiện nay thì cây có cây rồi các bạn nhé. Đây các bạn thấy không ạ? Lượng cây giống thì cũng không có nhiều ạ, hiện mới về thôi. Đây như ngọn này thì biểu hiện rõ nhất này, nó mọc lá theo theo cái cách mà nó biểu hiện để người ta dễ nhận biết. Tuy nhiên thì nó cũng 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 có khi nó cũng chỉ mọc hai hàng thôi, nhưng vẫn là na sầu riêng các bạn nhé. Để mua được giống đúng chuẩn thì nên mua ở những cơ sở uy tín. Chứ trên thị trường thì cũng có rất là nhiều nơi đang bán giá rất rẻ, nhưng thực tế là không phải. Vì na sầu riêng cơ bản nếu mà không biết nhận biết thì nó cũng nhìn nó cũng giống na Đài Loan đấy ạ. Đây như 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 cây này thì nó biểu hiện từ dưới lên trên này. Đây là chiếc lá số 1. Thì ở đây nó là số 2. Nó mọc ở bên này luôn. Thì lên đây số 3 và ở đường dọc bên này là số 4. Nhưng mà nó mọc rất là lung tung. Như cây này các bạn này thì ở đây là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Thì đây là nó lại thẳng hàng hai bên, nó chỉ hơi lệch một tí thôi. Nhưng mà lên đến đây thì nó lại bắt đầu mọc theo vòng xoáy của nó này, số 1 này, số 2 này. Đằng sau này nó lại là số 3 này. Đấy nó mọc ra đằng sau nhá. Và lên đây là số 4, số này là số 5, số này số 5 thì bên này lại là số 6 và hai lá ở trên này hiện đang bị dính vào nhau. Đây cành cành kép tức là cái cành một cành nữa của cái cây này nó cũng mọc theo cái chiều hình xoáy này. Để mà nhận biết được cây na sầu riêng này thì nó cũng hơi khó. Nên là để mua giống thì chỉ mua ở những nơi mà uy tín ý, thì yên tâm. Chứ mua ở những nơi mà người ta quảng cáo rẻ hoặc là bán để kiếm lời ấy thì người ta sẽ bán cho các bạn là na Đài Loan, các bạn cũng không thể biết được. Còn chưa nói đến một số nơi quảng cáo họ sẽ bán cả na dai của mình ấy. Đây, cây này lá mọc các bạn nhìn. Đây cây này lá mọc này nó rất là theo 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Nó xoay vòng nhá. Ở đây thì mình muốn nói với các bạn một điều là lá na sầu riêng nó mọc theo diện vòng quanh ấy, một vòng luôn là đúng. Nhưng có những cây nó cũng không mọc theo một vòng mà nó chỉ mọc theo hai hàng thôi, thì nó vẫn là na sầu riêng. Như mua cây giống của đơn vị mình thì mình cam kết được cái chất lượng của sản phẩm là chuẩn, và đến khi ra hoa kết quả mình vẫn bảo hành cho khách hàng. Nên các bạn có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp đến trang trại Đạt Nhung, nhà vườn Đạt Nhung điểm bán cây giống chất lượng để mua được cây giống chuẩn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.